Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình đồng hành ủng hộ cho cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và bây giờ thì trong ngày hôm nay thì mình thấy cái clip mà của Hồng Loan đưa lên hình ảnh của cố nghệ sĩ ngày tiễn biệt ông ấy ra đi đấy các bạn. Phải nói rằng là của Sisa thì phải trả về cho Sisa, của Hồng Loan thì phải trả về cho Hồng Loan đó các bạn ha. Đó là cái quy tắc đúng như vậy rồi. Người ta là con hợp pháp chứ không phải là một đứa cháu ngoại tộc không cùng họ mà lén lút âm thầm đi ký hợp đồng với BH Media. Phải nói trong câu chuyện này BH Media cũng là người phải có chịu trách nhiệm. Nhưng mà lúc mà khi Hồng Loan đòi lấy cái bản quyền về các bạn, thì họ phải bắt Hồng Loan phải chứng minh nhân thân, chứng minh cái này chứng kia. Trong khi đó họ đã biết rằng Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ, nhưng vẫn làm khó làm dễ. Cho đến nước cuối cùng họ đưa ra một cái hợp đồng để cho Hồng Loan ký. Nhưng mà cái phần thiệt thòi quá nhiều bên Hồng Loan, lợi ích nhiều thì bên họ, với những cái hợp đồng mà nó hơi trái với lại lý lẽ chút xíu. Cho nên Hồng Loan và Ni và luật sư Tiết Ngọc không ký hợp đồng lúc trước là đúng lắm rồi. Bây giờ ký với hợp đồng Pop Music. Pop cũng là một công ty lớn đó các bạn. Kính thưa quý vị, trong cái câu chuyện sóng gió gia tộc kéo dài cho tới ngày hôm nay, không phải là của Hồng Loan. Phát súng đầu tiên bắn chính là cô Sáu Bào Bảy Báo và cô em họ mà tất cả mọi người đều gọi là cô Ve. Ve, nếu mà tính ra thì phải nói rằng là nham hiểm và ác độc, ăn trên xác của cậu mình từ bấy lâu nay. Ngay cả khi Nga ô xin lấy bàn thờ đi, trong khi đó mình lấy tiền phúng liếu biết bao nhiêu là tiền quyên góp, nhưng mà không mua một cái bàn thờ cho cậu của mình, ôm hết tất cả số tiền nó ra đi, phải không các bạn? Mà nó nhẫn tâm như vậy, trong khi cậu mình đã cu mang mình khi mà mình còn chưa sanh ra nữa. Rồi khi sanh ra, cậu mình nuôi nấng mình, dạy dỗ mình, cho mình vào nghề. Cậu mình đã lấy cái tên tuổi của cậu mình để dìu dắt mình vào con đường nghệ thuật này, cho làm nghề. Thế mày trả ơn cậu như thế đó hả? Muốn đồng sở hữu tài sản của con của cậu, và bây giờ thì thưa luôn, muốn chiếm đoạt hết tất cả tài sản của con của cậu. Quý vị nghĩ rằng ở nhờ cho đòi nhà xã hội này có công nhận hay không? Pháp luật này có công nhận hay không? Hay là họ muốn ngồi xổm trên pháp luật, họ muốn làm gì thì làm. Thế mà có một số bộ phận vẫn còn u mê và vẫn còn... Tôi không biết là cô Ve này bỏ gãi, bỏ bù hay gì mà họ hỏi tôi những cái câu hỏi về Hồng Loan nó ngớ ngẩn lắm các bạn. Nếu mà người ta không phải là con hợp pháp thì làm sao mà thẩm phán ngoài Hà Nội phán quyết Hồng Loan thắng, phải không quý vị ha? Nếu mà không phải là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì tại sao Hồng Phượng rút lại cái lá đơn mà có vi bằng là cái lời khai mà cậu cho nhà đó các bạn? Họ thấy họ thua rồi, thua về đạo đức của xã hội, thua về pháp lý, thua về tình đời, thua về lòng người. Cái gì cũng thua hết. Vậy mà có một số người vẫn đi theo họ và họ nghĩ rằng cái cô Hồng Phượng này mới là cái người đáng được ở trong căn nhà này. Tôi nghĩ là ủa tại sao đáng? Cô ấy chỉ là một cô cháu gái mà lại tham lam ăn trên xác cậu mình, ăn chặn tiền phúng điếu nữa. Như vậy mà gọi là đáng hay sao? Đáng trân trọng đó hay sao? Vậy mà cái tên Phạm Phúc Lùng nói rằng là cô ấy ký hợp đồng với BH Media là giữ lại hình ảnh của cố nghệ sĩ, đáng lẽ phải trân trọng. Cái tên này nó điên thiệt rồi các bạn. Nếu mà ba của hắn chết đi rồi anh em họ của hắn lại làm phúng điếu ôm hết tiền thì hắn nghĩ như thế nào? Đây có một người tên là Hùng Lê thường vào đây và hay chất vấn tôi và để lại những cái lời bình phẩm nó cũng điên điên dại dại lắm. Lúc trước thì tôi cũng trả lời cho người này, bạn này biết như thế nào để có thể giáo huấn hoặc là cải huấn mà bạn ấy từ một người xấu thành một người tốt, một người tư tưởng tiêu cực thành một cái tư tưởng có tích cực
và đóng góp trong xã hội. Nhưng mà càng ngày thì ngày này người này càng hỏi tôi với những cái luận điệu mà tôi chỉ trả lời có 6 chữ thôi: công nhận bạn hỏi ngu thiệt. Tại vì bạn ấy hỏi tôi như thế này cho nên tôi trả lời như thế. Không biết trả lời như vậy được không các bạn, hay là các bạn cho mình hỏi ý kiến bạn trả lời như thế nào đây ha. Bạn này hỏi tôi như thế này, cho hỏi ngu tí mới vô là bạn ấy là bạn nghĩ bạn ấy ngu rồi. Bạn cho mình là cũng ngu đó. Cho hỏi ngu tí, trong phiên tòa sắp tới nếu Hồng Loan không chứng minh là con ruột hay con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ, thì khi dọn đồ ra khỏi nhà số 5, Hồng Loan có được mang theo cái bản quyền đó không? Và tôi trả lời ngay liền, công nhận bạn hỏi ngu thật. Nếu mà không phải là con hợp pháp thì làm sao ở ngoài phiên tòa Hà Nội thẩm phán người ta đã nói lên bà Võ Thị Hồng Loan con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan. Giấy tờ chứng minh rõ ràng, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cũng chứng minh rõ ràng luôn tất cả trên này, mà bạn còn hỏi rằng cho ngu hỏi tí, mà công nhận bạn hỏi câu này ngu thật, rất là ngu luôn á. Tôi ít bao giờ và không bao giờ nói chuyện với ai bằng cái thái độ này. Tôi cũng chưa bao giờ nói với lại những người bên kia là ngu hay này kia nọ. Nhưng mà tại vì bạn hỏi mà có bạn có ngu không thì tôi trả lời cho bạn biết luôn, bạn rất là ngu khi hỏi câu hỏi này. Tại vì câu hỏi không chứng minh được mình là con ruột hay con hợp pháp, đã chứng minh được là còn gì nữa. Không chứng minh được thì làm sao lấy được cái bản quyền từ bên BH Media. Bạn tưởng rằng BH Media dễ thắng họ lắm sao, khi mà chúng ta không có đầy đủ pháp lý. Và ở dưới đây có bạn Anh Phạm cũng trả lời theo tôi, công nhận con này Hùng Lê chắc là đàn ông đó các bạn, công nhận con này chắc nó ở dưới đáy xã hội mới chui lên hay sao mà hỏi một câu rất là ngu. Mày có nghe Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận trả lời công văn và tòa án là Hồng Loan hồ sơ hợp pháp không? Hỏi cái con ngu kia, bớt hỏi ngu tí nha, con ngu ngục. Và bạn Hùng Lê đây, nhờ người khôn trả lời cho cộng đồng biết luôn. Đã người ta trả lời cho mình biết rồi á, thì bớt lại cái sầm sàm lại. Có nhiều người ở phía bên kia đang hỏi những câu mà tôi thấy rằng nó rất là ngớ ngẩn và nó không có cái logic nào hết trơn á. Không phải là lần đầu đâu, mấy lần rồi tôi thấy rồi các bạn. Cũng như là cũng là các bạn này nè, Hùng Lê nè ha. Đó là bỏ ra mấy trăm triệu lấy về để chiếu lên một lần lễ an táng, đúng là người con có hiểu. Ví dụ tôi nói bạn nghe nè, ví dụ mà hai bên tranh giành một cái clip đó, ví dụ cô Hồng Phượng tranh giành đi với lại Hồng Loan tranh giành, tôi nói thí dụ thôi, mình cũng không biết ai là có bản quyền, tôi nói thí dụ thôi nha. Mà để lấy được hình ảnh của cha ruột của mình, dầu tôi bỏ ra 1 tỷ trong khi tôi chỉ có 1 tỷ 2 thôi, tôi cũng bỏ ra nữa. Đôi lúc chúng ta làm những cái việc không phải là vì đồng tiền mà là vì danh dự, hiểu chưa? Nhưng mà đằng này không phải bỏ ra một mấy trăm triệu đâu, mà lấy về mấy trăm triệu từ nơi của Hồng Phượng đó. Những cái gì cô ta ăn trên xác chết của người ta, ăn lén ký hợp đồng với BH Media. Bạn nghĩ rằng một người mà lén ký hợp đồng với BH Media không thông qua con gái của người ta, tôi hỏi bạn một câu thôi ha, bạn nghĩ đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa. Thí dụ cha của bạn chết, em họ của bạn lại ký một cái hợp đồng với một người nào đó không thông qua bạn, bạn nghĩ rằng bạn có đồng ý hay không? Đơn giản thôi à. Tôi cũng có trả lời với lại bạn này, khùng hả? Thứ nhất, người ta lấy về là hình ảnh của cha người ta, không lẽ để cháu khác họ mà cũng chưa rõ được người cha của cái cô Hồng Phượng này là ai nữa. Tại vì mẹ họ Võ, cha họ Nguyễn, mình họ Lê, mà lại có ông Lê Văn Hải, rồi ông
Quang Minh nữa, mình mà cũng cũng không biết có phải là hai ông này không nữa, tại chưa khám DNA mà, thì đừng hỏi DNA của Hồng Loan. Ăn trên xác chết của người cha của người ta, Hồng Phượng phải trả lại số tiền bất nhẫn đó từ một ca sĩ. Phải nói rằng là khó nè Hang, mà nghèo, mà có nhiều người nói là nghèo kiết xác luôn cái cô này á trước đó. Tự nhiên có tiền mua xe ở xác 100 triệu chưa tới 49 ngày của cậu thì đủ biết họ ăn tàn nhẫn tới mức độ nào này. Các bạn Tiến thì có trả lời như thế này: không biết thì câm mõ lại đi bạn ơi. Hình ảnh bản quyền người nổi tiếng mà để người không hợp pháp qua mặt giữ lấy kiếm tiền về hình ảnh cha của mình rất nhiều tiền, trong khi đó con thì không được quyền giữ bản quyền hình ảnh của cha, làm con chắc bỏ được sao bạn? Hồng Loan bỏ tiền ra để lấy lại hình ảnh của cha mình về, đúng là người được quyền hợp pháp về bản quyền, chứ tiền bạc không quan trọng hơn là cha con đâu bạn ơi. Giờ Hồng Loan có bỏ ra mấy tỷ cũng phải lấy lại bản quyền hình ảnh cha mình, chứ đâu có để cho người không hợp pháp muốn làm gì thì làm, đúng vậy. Còn xử luôn cả bên cả Văn Tiên ở bên Mỹ này ha, rồi những hình ảnh của cô Kim Nga Oxin nữa ha, rồi những cái người mà đem anh mình ra, cái gì cũng đem anh mình ra, đem anh mình ra để ăn mày khán giả nữa. Còn một cô cháu đi đâu cũng đem cậu mình ra, cho đến giờ vẫn không đứng nổi lên bằng cái đôi chân mình được, phải đem hai chữ Vũ Linh ra để ăn mày khán giả. Thử hình ảnh của cha bạn người khác sử dụng kiếm tiền bất chấp, chắc bạn có đi kiện không đi kiện đâu, phải không? Như vậy thì bạn có hiếu lắm đó, bởi cái răng tức ở muôn đời nát. Ơi các bạn Hồng Lê này, bởi vì người ta chửi là cũng đúng lắm nè, lấy về để gối đầu nằm hay là đem chôn, cũng bạn Hùng Lê này đó. Hùng Lê hay Hưng Lê vậy ha, hay là, nhưng mà tên Hùng Lê chắc không phải tên Hùng được bạn, Hưng cũng tên đẹp chứ không đâu. Chắc cái người này nè nhìn không ra được cái câu chuyện, cho nên chúng ta hãy gọi người này tên là Hùng Lé đi ha. Hùng Lé, Hùng Lé. Tại tên Hùng cũng thấy cũng đẹp, tên Hưng cũng nhiều người, cho nên mình gọi tên này Hùng Lé đi, chắc bạn này lé, cho nên nhìn câu chuyện nó không có thực tiễn chút nào vậy em. Bạn ấy nói rằng lấy về để gối đầu nằm tay hay đem chôn, còn 89 chai, khi nào Hồng Loan thắng kiện vụ tranh chấp thừa kế tài sản thì Hồng Phượng trả cho. Trước sau thì cũng phải trả thôi, có cái là giống như cô Sáu Bào nói, từ từ cái gì nó cũng nhừ, từ từ thì sẽ sau đó, rồi sau khi mà vụ tranh chấp tài sản xong rồi thì người ta làm việc tới vụ sao kê, khi mà tất cả những cái người đi phúng điếu ha, người ta kê ra một cái số tiền người ta đi, thì lúc đó mới biết đá biết vàng nha. Lúc đó đừng hỏi tại sao Đức Biển lại mặn, nói có hơn có 600 triệu à, một người bình thường thôi đám tang người ta còn hơn cả 1 tỷ lần. Ăn cái gì mà ăn thắt đứt như vậy, ăn mà ăn kinh khủng luôn á. Bây giờ bạn nói những người mà đi phúng điếu người ta kê sao cũng được phải không? Ví dụ người ta đi 3 triệu, người ta nói 30 triệu cũng được. À, cái này khác này nha. Người ta có giấy tờ, người ta có chuyển khoản thì sao? Những người đi bên Mỹ, người ta có hết tất cả rồi sao? Lúc đó mới biết đá biết vàng. Bạn Tiến trả lời cho bạn ấy là đúng là thứ ganh ăn tức ở muôn đời nát, gối đầu nằm cũng được đi để cho những người không hợp pháp tức điên chơi vậy đó. Những người mà nói ngang đó các bạn, thì sẽ có những người mà trả lời ngang là như vậy, tôi đồng ý.
Nhiều khi mình lấy về không làm gì, cho bên kia tức chơi vậy. Không còn lợi dụng được hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh nữa. Bây giờ như vậy nè, cứ bển cứ nói Hồng Loan là con nuôi con. Các bạn có thấy cái vụ án mà chủ cơ sở bún không? Có nhận đứa con nuôi đến đi du học ở Mỹ 21 tuổi. Khi bà ấy đột quỵ, nó trở về sao? Những người nhà, tuy rằng những em của bà cũng có góp vốn, cũng có này kia nọ, nhưng mà người ta đòi hỏi quá, đòi hỏi trên cái sự đó, và người ta kiện. Em ruột người ta kiện đó nghe, em ruột của bà đó kiện, có thắng nổi không? Có thắng nổi cái cô con nuôi này không? Người ta là con nuôi hợp pháp. Thực kế thứ nhất, hiểu chưa? Bây giờ làm chỗ này cho bên kia tức chơi nè. Có một số khán giả nói rằng là nếu mà Hồng Loan thắng là cái Thượng Phương Bảo Kiếm mà bằng cái giấy tờ khai sinh á, Ni với lại Nguyên Vũ biết giữ đó, đưa ra thì nó cũng bình thường lắm. Thắng như thế này nè, không cần đem ra, không cho bên đỉnh biết luôn, miễn làm sao tòa phán. Bà Võ Thị Hồng Loan là con hợp pháp của ông Võ Văn Quang, cho nên tài sản, đất đai, tất cả là thuộc quyền sở hữu hàng thứ nhất của bà Võ Thị Hồng Loan. Rồi ông tòa đánh xuống một cái, góp như vậy nó mới quá đã, nó đã cái nơi của khán giả luôn. Thắng như vậy á, giống như là bạn Tiến nói nè, nhiều khi lấy về không làm gì, lấy về cho bên bệnh tức chơi vậy á. Mấy người ngang mình phải trả lời ngang như vậy các bạn. Bạn Cẩm Tú Nguyễn, nó chỉ biết ganh tị sân si, ăn nói ngang tàn, nói thuê thôi chứ có hiểu biết gì đâu. Là nó nói rồi nó dãy đành đạch luôn. Bạn Dũng Phạm thì nói cái người mà Hùng Lê, Hùng Lé đó các bạn, Hùng Lé ha. Nghe câu bình luận của mày là đủ biết mày úng não rồi. Giờ có giải thích hay là phân tích thế nào chắc mày cũng không có hiểu được đâu. Bạn Hoàng Si thì nói không biết thì đừng nói, để cho người ta cười cho đấy. Có những chữ này mình không biết đọc ha. Bạn Hoàng Si thì trả lời với lại Cali Sài Gòn nè, lấy lại bản quyền tiền YouTube hàng tháng trả cho Hồng Loan được nhận nhiều lắm đó nha anh. Mẹ của Bình Tinh, mỗi một quý Bình Tinh nhận được ngoài 100 triệu đó, vậy rất nhiều. Bạn biết một tháng, một năm nay Hồng Phượng lấy biết bao nhiêu tiền chưa? Xin lỗi quý vị. Còn cái cô Nga Âu Sinh dùng hình ảnh của cố nghệ sĩ mấy năm, bao nhiêu năm qua, biết kiếm tiếp bao nhiêu tiền không các bạn? Có những cái video clip lên tới triệu view luôn á. Bây giờ mình không phải là thân nhân, không phải là em ruột, không phải con người ta, phải cháu người ta thì nên trả về đi. Đừng cái giống như là tên Phạm Phúc Lùng nói đó là chất xám của người ta, bây giờ lấy lại giống như cướp. Tầm bậy, hồi đó là mấy bạn kia cướp đó, ăn cướp á. Chất xám hả? Thì giỏi lấy đi, đề chữ là Kim Nga Hô, hoặc là Kim Nga Hô King, hoặc là Kim Nga King, là Phản Phúc King đó. Đó chứ King ai dùng được chứ, nhưng cái chữ Phủ Linh không phải là ai dùng cũng được hết. Phải trả về cho con gái của người ta, còn muốn xin, muốn làm gì thì phải được phép của người ta sử dụng. Có bạn Hương Trần nói, bạn ơi, trả lời cho bạn Hung Lé này biết không? Bà nội nuôi của mình mất,
đã sốc một thời gian dài lắm đó bạn. Bà nội mình rất yêu thương chị em mình và mình cũng rất thương yêu bà nội. Ngày nội mất, mình tưởng như cả bầu trời sụp đổ nên mà hãy hiểu cho Hồng Loan nha bạn. Đó chỉ là bà nội nuôi thôi mà người ta còn thương như vậy. Thủy CT trả về đúng vị trí. Hồng Loan chịu nhiều thiệt thòi rồi. Họ đến vì lợi ích, không được rồi quay xe. Đúng y chang vậy, những người mà đến mà họ lấy lợi ích không được, nhất là cái tên Thảm Phản Phúc Lùng, cái tên Thảm Tử Lùng đó các bạn. Nó vừa lùng mà cái tâm tư của nó lại như vậy nữa, không chịu cao chút xíu nào chứ. Cái gì nó cũng nói được hết trơn. Cái mà đúng của xã hội thì nó là cái sai, người ta nói phải thì nó nói trái. Nó nói làm sao mà cho nhiều người ghét, để người ta tức, người ta vào xem để nó được tiền mà thôi. Quý vị không xem thì nó không được tiền. Đơn giản là như vậy. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau nhé. Nhớ đăng ký kênh cho mình. Xin chào, bye bye.